214k nha mọi người. Free ship nhá, cho mẫu áo basic như em đang mang đây nhá. Về Việt Nam làm cái gì? Việt Nam cố dùng nhà Angola thôi. Không phải đâu. Dùng Angola thôi. Không phải. 54kg là em size S nha. 50kg là em 1m65 là em size S. Việt Nam thì cũng như Angola đi thôi. Cũng nhà như này, đường như này chứ có khác gì đâu. Có khác gì đâu. Không phải đâu. Không phải cái gì, đúng rồi còn gì nữa. Nay có video nha, Khanh TV ơi. Cũng giống Angola thôi à, nói cũng nghe. Quần jean chưa bán là Linh, à có rồi anh Thơm ơi. Bán lâu rồi anh. Để tí em lên à. 45kg là em sẽ hết nhá. Mọi người đặt từ 2 sản phẩm trở lên thì có được nhiều ưu đãi hơn nha mọi người ơi. Mọi người mua sẽ được khuyến mãi nha, 2 sản phẩm trở lên. Đúng rồi, let's go Việt Nam. Áo hoa hành á, áo hoa hương dương. Ôi giời ơi, nhiều người bảo lên áo hoa hương dương lắm. Thôi bây giờ là để xong hết 20 mã này, 20 suit nữa thì sẽ là lên áo hoa hương dương nha mọi người. Đây tổng 6 màu nha anh chị em ơi. Tổng 6 màu, màu cam như em đang mang này, màu nâu này, rồi là màu hồng này, màu xám này, màu đen, màu trắng này và màu đen. Đấy, màu cam như em đang mang đây. Tổng 6 màu nha anh chị em ơi. Tổng 6 màu cho tất cả anh chị em lựa chọn nhá. Màu mà giá thì cực kỳ sốc luôn, 214k nữa thôi. Giá gốc của nó là 339k cơ. Mà nay còn 214k thôi, free ship. Nên là tất cả anh chị em ấn tay vào giỏ hàng săn cho mình đi. Lên xong nước hoa lên áo hoa hương dương nhá. 48kg là em sẽ ém nhá. Cao quá giảm nữa đi. Ui giời, 210 mấy k. Mua một con áo 210 mấy k là giá ok, hợp lý rồi. Giảm nữa thì xuống 100 mấy thì bán làm cái gì nhớ. Ông bầu bùng nhỏ ạ. Giảm đi không giảm nữa đâu. Như này là quá rẻ rồi. Đấy. Còn 9 suất nữa nha mọi người. Quá rẻ rồi, quá rẻ rồi nha mọi người. Chứ có phải bán ấy đâu. Bình thường thì nếu mà bán không qua Tito Shop thì sẽ là bán giá niêm yết của nó là 400 mấy ấy, 450.000 ấy. Nhưng mà sau lên thì liên kết với là Tito Shop rồi thì sẽ được nhiều ưu đãi cho khá khách hàng. Nên là mọi người mới được giá sốc thế. Chứ bình thường là ai bán như này đâu. Bán như này thì có mà chết, đúng không mọi người. 210 mấy k. Giảm thêm mua mấy cái, ôi giời. Rồi chỉ biết ăn thôi, không biết bán áo. Ui, bikini của Lôi. Bikini của Lôi. Áo màu đen đây anh chị em ơi. Đây, mẫu ba chị màu đen đây nhá. Mẫu ba chị màu đen đây. Lôi bán nước hoa đi. Bán nước hoa đi. Bán hết nước hoa chú đi cho về. À, không thì thôi. Hả? Không thì chào hả? Không. Chào Lôi hả? Không. Chào Lôi. Chào Lôi đi ăn đi. Nói chung là chuyến này về Việt Nam thì Lôi ấy nhá. Lôi ở đây nó sẽ ngủ ở bên đây. Ở bên đây tụi tao có chú đi. Hả? Nó sẽ ngủ ở bên đây tụi tao có chú đi. Là cái gì? Lôi sẽ về Việt Nam á. Rồi ấy luôn. Lôi không được ăn bánh nữa, Việt Nam cấm bánh. Ai ăn bánh là Malaysia bay nha. Cả công an bắt.
Anh Bảnh là policia bắt lôi. Policia bắt Linh. Ờ, chú Linh có ăn bánh đâu? Con đang ăn ra đây mà. Chú Linh có ăn bánh đâu? Áo đẹp và chất lượng, cảm ơn tất cả anh chị nhá. Rồi bây giờ là ôi, hết ai mới xuất áo hoang dương thì sẽ lên cho mọi người nước hoa nha mọi người ơi. 1m56, 62kg thì em size M nha. Còn 9 xuất, còn 5 xuất hết rồi. Lấy áo hoang dương nha mọi người. Bây giờ là em không có mẫu đây thì em sẽ gửi đưa hình lên cho tất cả anh chị em nha. Tại vì lúc đấy là có rất là nhiều anh chị em là yêu cầu lên mã áo hoang dương. Áo hoang dương thì đợt này là có thêm size XS nha mọi người. Đấy, thì cho mọi người lựa chọn nha. Đây là áo này mọi người này. Đây đây đây, áo này. Áo này này. Áo hoang dương này này mọi người này. Rồi tất cả những anh chị em lúc nãy mà comment áo hoang dương thì comment cho em chữ chữ gì nhỉ? Hoa hướng dương. Đấy. Hoa hướng dương. Để em xem nào, xem có tất cả anh chị em nhiều không nào. Để còn lấy cái deal nào giá hợp lý nữa cho tất cả anh chị em săn. Có đúng 50 suất thôi. Đúng 50 suất thôi nha mọi người. Ăn ít thôi. Chà, trời ơi, ăn chưa like xong mà ăn hèn thế rồi. Tí nữa ăn xoài này. Tí nữa ăn cái này để mà bán nữa nè. Cái này hạt điều phô mai các kiểu nữa nè. Hương hoa nè. Hoa hương dương ok. Bây giờ là cho tất cả anh chị em lấy cái đĩa luôn. Cho tất cả anh chị em 50 suất, 450k là giá niêm yết, giá gốc của nó. Nhưng mà hôm nay trong phiên live ngày hôm nay chỉ để cho mọi người 339k thôi. Free ship. Ok chưa mọi người? 5 3 2 1 Ghim. Áo này chỉ thích nhất luôn. Ok, cảm ơn chị nha. Hiện tại đang ghim giỏ hàng này tất cả mọi người ơi. Tất cả anh chị em ấn tay vào giỏ hàng để săn cho mình áo nha. Áo giá cực kỳ sốc rồi đấy. Ơ, tóc đâu nhỉ? Làm tí hạt điều phô mai cho nó thơm mồm. Tí nữa bán sau. 43kg lấy em sẽ ép nhá. Nhanh lên. Có 50 suất thôi anh chị em ơi. Ngon. Tâm lý thương đàn rồi. Hả? Ăn tí thôi. Tôi dân cái bài bài rồi đâu. Cái gì? Tôi dân cái bài bài rồi. Nói to chú Linh nghe thử. Chú Linh giờ này điếc tai rồi. Nói to lên. Lấy chân cái này bao giờ? Lấy chân bao giờ? Ồ, thế à? 48kg lấy size S nhá. 1m73, 74kg lấy em size L. À, lôi chân cái này bao giờ các bạn ơi? Lôi chân bao giờ? Rất là nhiều người nước ngoài, nhiều người trước mong áo này về lắm. Giờ anh lên, ok. Ờ, quên nhỉ, phải có ảnh chứ không là bị ấy đấy. Bị cảnh báo không giới thiệu sản phẩm ấy.